Xin chào các bạn. Trong cái video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức làm việc của file results dùng để trả về một cái file nào đó. Thì kết quả của trong video này, sau khi học video này thì các bạn có thể chọn cái tiệc nào đó từ trong máy tính, các bạn up lên và sau đó các bạn lưu vào trong cái tập tin trong cái bảng và đồng thời cũng lưu vào trong cái thư mục bài làm của mình. Bây giờ các bạn có thể chọn tiệc, các bạn có thể chọn bất kỳ một cái file nào, file hình ảnh hoặc là file soạn thảo văn bản nào cũng được. Rồi, các bạn chọn file, các bạn nhấn open. Thì ở đây nó sẽ chứa cái tên của cái file của mình và bắt đầu các bạn upload. Thì khi mà các bạn nhấn nút upload file thì cũng là các bạn lưu cái file đó vào trong cái bảng và hoặc là lưu vào trong cái thư mục bài làm. Đấy ha. Rồi. Thì bắt đầu cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài. Thì bây giờ các bạn sẽ khai báo cho cô một cái trong cái controller home. Các bạn khai báo cho cô một cái method chữ action results. Và cô sẽ đặt là index. Thì cái method này dùng để post file lên cái website của mình. Thì cô sẽ sử dụng cái lớp này http post space đặt cái file. Rồi, các bạn sẽ kiểm tra nếu mà file của mình khác luôn và chiều dài của file là lớn hay không. Bài chấm hình thêm nếu không tức là có nội dung thì các bạn sẽ vào một lỗi, thì các bạn sẽ khai báo một cái đường dẫn path này, path chấm compile, thì các bạn sẽ lấy đường dẫn để cấp lên server map path. Thì ở đây các bạn sẽ lưu nó vào trong thư mục và làm của mình. Thì đây cô sẽ truyền vào cái đường dẫn tin đọc. Này, vậy. À, tiếp theo là path. Path. Chấm. Get file name. Tức là các bạn sẽ lấy tên file. File chấm này. Đó là file name. Rồi các bạn chấm phải như này. Rồi bắt đầu sau khi mà các bạn lấy được file lên rồi thì các bạn sẽ search as lưu nó, lưu cái đường dẫn đó và bạn sẽ sau khi lưu bạn sẽ thông báo là đã upload thành công và các sử dụng như bắt. Còn nếu mà ngược lại mà file được file vấn đề nào đó thì các bạn sẽ không ra một cái lỗi rồi không để bắt vấn đề xét và chờ lâu. Còn với lại cái tên của cái lỗi toolscript. Nếu mà cái file đó có không rõ và có nội dung thì nó sẽ bắt đầu không file ra thì bạn phải làm cho các bạn nó sẽ được vào trong thư mục. Còn ngược lại thì nó sẽ quăng ra một cái thông báo là cái file đó là cái file đặc biệt. Nó sẽ không phát lên được. Rồi. Thì các bạn có thấy là cái method của mình là cái kiểu action resource nên các bạn sẽ việc thêm cho cái view này đó.
viên chất phải ạ. Rabbit. Yeah, nice. String. Rồi, cô sẽ đặt ra là ghép phải. Ghép phải, ghép phải. Thì ở đây cô sẽ khai báo cái đường dẫn. Quá hả? Bia. Bằng. Stop. Các bạn chú ý cái tên này là cái tên thứ một có trong cái đồ sách của mình. Rồi. Thì các bạn sẽ vào trong cái đồ sách và các bạn sẽ tạo cái thứ một có tên là file. Phần một sách của mình là đồ sách của mình là MVC. Các bạn vào trong đồ sách. Các bạn tạo cho con thứ một tổng tên là file. System chấm ai đấy ai con tức là thông tin của ta thì mình sẽ có trong cái bảng của mình mình sẽ lưu nhiều file và cô sẽ thông báo được bảng file name và đường dẫn của file lấy file thì tất cái file cô có thể cô muốn là ốc file hình mảnh hay là file hình gì cũng được nên cô sẽ cho là sao cho các mỗi lần chọn một file thì cô sẽ tạo mới cái list của mình và ép nó vào trong danh sách file. Ép file lên bảng. Và cô sẽ điền file vào. Giờ các bạn vừa mới tạo một cái method dùng để lấy file ra. Rồi còn một cái method quan trọng nữa đó là nó sẽ thực hiện thao tác là khi mà các bạn nó vào trong cái bảng thì các bạn nhấp vào chữ thao tác nó sẽ tải xuống thì các bạn khai báo ok file results tức là trả về kết quả của một file nào đó nó sẽ đặt tên là sao lại và trong đây là nó sẽ có tên file đường dẫn bằng đường dẫn từ trên đó cộng với lại tao cộng cộng thì cái bài hát của mình là để cái file resource của cô sẽ trả về một cái file bát đường dẫn file thì download thì nó sẽ download cái số ứng dụng browser nên cô sẽ cho application source download rồi add con get final rồi các bạn truyền cái file báo vào đây. Đây. Một điều quan trọng đó là trong một cái controller nếu mà có hai method thì một method phải đóng vai trò là get và một method phải đóng vai trò là post thì ở đây cô sẽ chỉ định cái method đi test này là mình có cái thuộc tính là HTTP post để post thông tin này cái bài thuốc này nó sẽ trả về một cái item nên cô sẽ update chỗ này
cái bài cái bài bài comes bài ghép bài thì con sẽ view ra bài chị view lại tập bài tập cái bài bài nào bài sửa cả các cái bài 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 đấy là cái bài nhé. Hoặc là các bạn muốn tìm hiểu các bạn có thể đi vào đây tắt tay đây đây các bạn không biết gì đó là cái gì à. Rồi thì tiếp theo các bạn sẽ vào cái index các bạn sẽ vẽ ở trong đây thì để vẽ thì các bạn sẽ sử dụng một cái kiểu file form